Hôm nay, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 4 ca dương tính mới, trong đó có 3 ca trong khu vực phong tỏa ở huyện Yên Mỹ và 1 ca ghi nhận ở huyện Khoái Châu. 3 trường hợp ở huyện Yên Mỹ gồm bệnh nhân 14.346, sinh năm 1987 ở thị trấn Yên Mỹ, có liên quan đến bệnh nhân 13.377. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân 14.347, sinh năm 1972 ở xã Trung Hưng, là lái xe tuyến Bắc Nam có lịch trình đi qua thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Trường hợp thứ ba là bệnh nhân 14.348, sinh năm 1987 ở thị trấn Yên Mỹ, có liên quan đến quán cắt tóc ở xã Trung Hưng. Trường hợp thứ tư là nam, sinh năm 1986 ở thôn Thọ Bình, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, có liên quan đến bệnh nhân 14.348. Ngày 25 tháng 6, huyện Yên Mỹ quyết định chi hơn 400 triệu đồng mua sinh phẩm vật tư để phối hợp với Sở Y tế điều động tổng lực 20 tổ lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân thị trấn Yên Mỹ và xã Trung Hưng. Trong ngày đã lấy được gần 10.000 mẫu. Đây là đợt lấy mẫu lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh để tầm soát diện rộng, sàng lọc ca bệnh. Thị xã Mỹ Hào quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với 5 phường, xã là Bần Yên Nhân, Nhân Hòa, Dị Sử, Phùng Chí Kiên và Hưng Long và dừng hoạt động các sự kiện tập trung trên 20 người. Các nhà hàng, quán cà phê chỉ được phục vụ khách mua về, dừng hoạt động các quán ăn, quán nước, cơ sở làm đẹp, phòng gym, tiệm cắt tóc, gội đầu.